Giờ đây chỉ từ 539 triệu đồng, anh em đã có thể bắt đầu trải nghiệm một động cơ xăng lai điện nhẹ ở trên Suzuki Ertiga Hybrid. Bên cạnh đó thì ở phiên bản cao cấp nhất, chiếc xe này còn được mang lên những trang bị chưa từng có trong phân khúc MPV phổ thông. Cụ thể là gì? Chúng ta hãy cùng khám phá trong video ngày hôm nay. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Mê Xe. Đừng quên để lại một nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt tới 300.000 subscriber. Cảm ơn anh em rất nhiều. Suzuki Ertiga Hybrid được phân phối tại thị trường Việt Nam với tổng cộng là 3 phiên bản cùng với mức giá cụ thể mà anh em đang nhìn thấy ở trên màn hình. Rẻ nhất là phiên bản MT có mức giá là 539 triệu đồng. Đầu tiên về thiết kế tổng thể thì Ertiga Hybrid vẫn là những cái đường nét đã rất là quen thuộc ở trên những chiếc Ertiga rồi. Tuy nhiên với phiên bản Hybrid thì có một số những cái tinh chỉnh để nhìn một cái là chúng ta nhận ra ngay đây là một phiên bản sử dụng động cơ xăng lai điện nhẹ. Đầu tiên chính là phần mặt lưới tản nhiệt với những cái cách đan cài nó đã cầu kỳ hơn, những cái mảng chrome to hơn rồi. Nhìn cái hiệu ứng thị giác khi mà chúng ta quan sát cái xe này ở phía trước trông nó cũng bắt mắt, trông nó cũng thu hút hơn. Và ở trên cái phiên bản cao cấp nhất này thì anh em còn nhìn thấy là cái bộ body kit được bo ở xung quanh xe, cả đằng trước này, cả hai bên babo lê và cả phía sau nữa. Chưa kể là ở phía đuôi xe còn có một cái cánh lướt gió. Tổng thể thì trong Ertiga Hybrid tất nhiên là nó vẫn giữ một cái nét thiết kế khá là trung tính đã xuất hiện ở trên những cái chiếc xe Ertiga trước kia, nhưng mà đã có ở đây những cái không khí của sự trẻ trung rồi. Giờ đây thì xe đã có thêm một cái đèn định vị cũng khá là đẹp và nó cũng là một cái đường nét để khiến cho chiếc xe trông nó vuông vức hơn. Hệ thống đèn chiếu sáng thì vẫn là đèn halogen cho ánh sáng vàng thôi, một bên là bóng chóa phản xạ thông thường, còn một bên là đèn projector. Cái điểm mới đó chính là cái hệ thống đèn này đã có thêm tính năng bật tắt tự động và tính năng dẫn đường, hay có tên gọi chính xác là Guide Me Light. Tức là khi anh em tắt máy thì cái đèn này nó sẽ sáng thêm một chút để chúng ta có thể nhìn thấy đường đi vào nhà. Hay là khi chúng ta tìm cái xe này ở bãi để xe, chỉ cần bấm nút mở khóa thôi thì cái đèn này nó cũng sẽ sáng lên để giúp cho chúng ta dễ dàng nhận diện được chiếc xe trong bãi đỗ hơn. Phía dưới vẫn là đèn sương mù dạng halogen. Phía sau là dòng chữ Hybrid. Suzuki cũng mang lên chiếc xe này rất nhiều những cái chi tiết kiểu màu xanh như thế này để nhấn mạnh rằng đây là một chiếc xe sử dụng động cơ xăng lai điện. Và ở trên phiên bản Sport Limited thì cốp sau là cốp mở điện và có cả tính năng đa cốp. Vâng thưa anh em, đóng cái cửa nghe nó uỳnh. Vẫn là một cái cảm xúc rất là quen thuộc khi mà đến gần với những chiếc xe của Suzuki. Nó luôn luôn tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là yên tâm. Đấy, chưa nói tới những cái công năng sử dụng hay vận hành như thế nào, nhưng mà chỉ cần sờ chạm một cái xe thôi là chúng ta đã thấy có một cái gì đó nó rất là nồi đồng cối đá, nó kiểu là giá trị cốt lõi rồi. Rồi quay trở lại với chiếc Ertiga Hybrid này. À bật mí với anh em, đó là tôi được giải nhì trong cái cuộc thi gọi là trả lời những thông tin về chiếc Ertiga Hybrid này. Đấy nên là về cơ bản là tôi cũng nắm khá rõ những cái mà anh em quan tâm về chiếc Suzuki Ertiga Hybrid này. Nên là anh em cứ comment ở phía bên dưới, có thắc mắc gì tôi sẽ giải đáp. Và cũng đừng quên để lại một nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi sớm đạt tới 300.000 subscriber nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bước vào khoang nội thất của Suzuki Ertiga Hybrid thì nó vẫn là những cái đường nét đã rất là quen thuộc rồi. Để gọi là mới thì thực sự là những thứ mới nó chỉ tới từ những cái chi tiết tinh chỉnh thôi. Ví dụ như là các cái ốp ở đây thì cái màu nó đã làm khác một tí so với cái chiếc xe Ertiga trước kia rồi. Và kể cả cái màu ở cái vô lăng này nữa cũng vậy. Hay là trên phiên bản Sport Limited mức giá là 679 triệu đồng thì anh em sẽ thấy là có cả cái hệ thống ghế bọc da luôn, khâu chỉ đỏ này và được làm da đục lỗ, nhìn cũng rất là chỉn chu. Để nói một cách ngắn gọn về tổng thể cái khoang nội thất này thì nó vẫn là những cái đường nét tối giản, nhã nhặn và lịch sự.
Tiếp tục câu chuyện của một số trang bị là duy nhất ở trong phân khúc thì Ertiga Hybrid phiên bản Sport Limited có gương chiếu hậu chống chói tự động này, có hệ thống camera 360 độ. Xe còn có màn hình 10 inch lớn nhất phân khúc và hệ thống điều hòa tự động. Hay là cái ngăn đựng cốc ở đây có cái tính năng làm mát. Và cái tính năng làm mát này tôi cũng đã nói ở trên chiếc Suzuki XL7 rồi. Đây thực sự là một cái ngăn có thể làm mát được cho chai nước khi mà chúng ta để vào đây và di chuyển một cái quãng đường đủ dài. Gương chiếu hậu có tính năng chống chói kết hợp với cả camera hành trình có khả năng ghi cả trước và cả sau luôn. Đây cũng là một trang bị đã rất là quen thuộc có trên chiếc Suzuki XL7 phiên bản Sport Limited. Hay là kính cũng được dán luôn cả phim cách nhiệt. Và giờ đây, vâng thưa anh em, tôi đã nhìn thấy cái nút Cruise Control rồi. Đây là một trang bị mà tôi mong chờ nhất ở trên không những là Ertiga đâu mà kể cả là chiếc XL7. Có thêm cái trang bị này thì đối với tôi, đây thực sự là một chiếc xe toàn diện, không những là ở trong đô thị mà còn kể cả khi anh em đi ra đường trường, đi ra đường cao tốc nữa. Vâng thưa anh em, cái động cơ xăng lai điện nhẹ chính là cái chìa khóa để tạo ra cái sự khác biệt của chiếc Suzuki Ertiga Hybrid so với những đối thủ trong cùng phân khúc. Và anh em nghĩ sao về mức giá chỉ từ 539 triệu đồng để có thể trải nghiệm một động cơ xăng lai điện nhẹ My Hybrid trên Ertiga? Hãy comment ngay ở phía bên dưới. Bên cạnh cái động cơ 1.5 hút khí tự nhiên đã rất là quen thuộc ở trên Ertiga thế hệ tiền nhiệm hay là trên chiếc Suzuki XL7, thì bây giờ trên chiếc Ertiga Hybrid này chúng ta sẽ có thêm một cái motor điện đặt ở phía trước này và một cái cục pin lithium ion khoảng 6.000 mAh đặt ở cái gầm ghế lái của tôi đây. Có nhiều cái ý kiến lo ngại rằng là nếu cục pin lithium này mà hỏng thì sao. Thì đầu tiên là báo giá luôn nhá, 29.900.000 đồng, tức là chỉ bằng khoảng 1/3 so với một số hãng khác này. Và cái thứ hai chính là cái chính sách bảo hành của Suzuki dành cho cái cục pin này là 5 năm hoặc là 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước. Cái cục pin và cái motor điện này sẽ được tái tạo năng lượng nhờ cái việc chúng ta phanh. Khi mà chúng ta phanh thì cái động năng nó sẽ chuyển thành cái năng lượng điện để sạc vào cho cục pin và để hoạt động cái motor điện khi mà anh em đề pa hay là cần phải tăng tốc. Hãy đơn giản thôi, nhìn ở cái màn hình này, khi mà đạp thốc ga rồi thì cái ký hiệu của cái motor điện nó hoạt động, nó sẽ được hiển thị luôn ở trên cái màn hình này. Đó là anh em có thể theo dõi được là cái cục pin dung lượng của nó còn bao nhiêu và khi nào thì nó hoạt động. Để đi tắt đường và phanh liên tục thì cái cục pin này sẽ được sạc đầy rất là nhanh. Trong một cái quy mô trải nghiệm rất nhanh, tôi cầm chiếc xe này khoảng 2 ngày thì mạn phép là cũng chưa thể đưa ra được những cái đánh giá quá chi tiết về cái khả năng vận hành của cái động cơ hybrid này. Tôi chỉ xin phép là chia sẻ những thứ mà tôi có thể cảm nhận được ngay cái sự khác biệt khi mà có thêm cái sự hỗ trợ của cái cục pin lithium và thêm một cái motor điện nhỏ nhỏ đặt ở phía đằng trước. Nếu anh em có theo dõi những nội dung trước kia tôi làm ở trên mê xe về Ertiga hay là về XL7 ấy, thì chắc là anh em đã rất là quen thuộc với cái keyword đó là êm. Cái động cơ của xe này rất là êm. Và khi mà có thêm sự hỗ trợ của motor điện ấy, thì cái động cơ này nó lại càng êm hơn nữa. Gần như là bước lên xe, để nổ lên chúng ta chỉ nghe tiếng liu riu rất nhẹ thôi. Và cái khác biệt khi mà có thêm sự hỗ trợ của motor điện ấy, chính là ở cái nước đề pa. Ở cái phần động cơ 1.5 ở trên chiếc Ertiga thế hệ trước khi chưa có sự hỗ trợ của công nghệ hybrid ấy, thì cái nước đề pa nó cũng đã được xử lý khá là nhẹ nhàng rồi. Và bây giờ có thêm motor điện nữa thì những cái nước ga đầu của chiếc xe này lại càng nhẹ hơn nữa. Thực sự là đi rất là sướng, cảm giác nó xe nó lanh và nó cực kỳ mượt luôn. Cái sự khác biệt tiếp theo nó tới từ những cái giải tốc độ cao. Khi mà tôi tăng tốc chiếc xe này từ khoảng 60 hay 80 km/h lên những cái giải tốc độ cao hơn, loanh quanh khoảng 100, thậm chí là 120 km/h, tiếp tục là cái độ êm, cái động cơ nó sẽ không hề bị gào lên. Chiếc xe gần như là đáp ứng được cái hành trình chân ga và vọt lên phía trước rất là lanh. Phải nói rằng là cái cảm xúc, cái cảm nhận đọng lại trong tôi nhiều nhất chính là cái sự nhẹ nhàng, lanh lẹ của chiếc Ertiga Hybrid này. Những cái công nghệ hỗ trợ an toàn thì với cái Cruise Control này thì khỏi phải nói rồi, đi lên cao tốc nhàn hơn rất là nhiều. Và đây là một cái trang bị mà khiến cho Ertiga bây giờ đã trở nên toàn diện hơn rất nhiều so với cái thế hệ trước rồi. Hay là một số những cái công nghệ an toàn khác như camera 360 độ hay những cái danh sách trang bị đã trở thành cơ bản ở trên những cái chiếc xe của Suzuki. Và tất nhiên là không ngoại trừ Ertiga, luôn luôn là những cái sự hỗ trợ rất là tốt để cái việc lái xe nó được an toàn, nó được nhàn nhã hơn. Với sự hỗ trợ của cục pin lithium và cái motor điện thì Ertiga Hybrid còn có thêm một cái tính năng, đó là ngắt động cơ tạm thời khi mà
chúng ta đỗ xe này, hoặc là khi mà dừng đèn đỏ thì động cơ sẽ ngắt hoàn toàn mà không hề ảnh hưởng tới cái hệ thống điện ở trên xe. Ở chiếc xe phiên bản số sàn còn có cái tính năng là hiển thị cấp số ở trên cái bảng đồng hồ công tơ mét phía trước mặt người lái. Đây là một cái sự hỗ trợ rất là tốt để anh em có thể tối ưu những cái cấp số để giúp chiếc xe làm thế nào đạt được cái mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất có thể. Với cái quy mô trải nghiệm của chúng tôi trong vòng 2 ngày và đa số là đi ở trong phố cũng như là nổ máy một chỗ để thực hiện cái việc ghi hình, thì rất xin lỗi anh em là chưa thể đem tới cho anh em những cái con số về mức tiêu thụ nhiên liệu nó thực sự xác thực được cả. Nhưng theo thông tin của cục đăng kiểm thì Ertiga Hybrid với 100km đường trường chỉ tiêu thụ khoảng 5,05 lít xăng mà thôi. Anh em nghĩ sao về con số này? Theo những cái công bố của cục đăng kiểm nhá, thì đây đang là con số thấp nhất ở trong phân khúc. Và đây thực sự là một chiếc xe phù hợp với những gia đình đang cần tìm một cái giải pháp di chuyển tiết kiệm, hay là những anh em chạy dịch vụ cần một cái bài toán kinh tế nó hợp lý nhất, làm thế nào để cho chúng ta tối ưu được cái chi phí phải bỏ ra và cái chi phí thu lại được để giúp cái việc kinh doanh của anh em nó được thuận lợi hơn, giảm thiểu phát thải CO2 này, xanh hơn, bảo vệ môi trường hơn và những thứ có thể cảm nhận được ngay như là cái độ lanh lẹ của động cơ hay là cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Thực sự là Ertiga Hybrid là một chiếc xe phù hợp không những là cho anh em chạy dịch vụ với cái phiên bản thấp nhất chỉ 539 triệu đồng thôi, và cái độ bền bỉ, cái độ tiết kiệm thì đã được chứng minh qua các cái thế hệ Ertiga trước kia rồi, và đến cái phiên bản hybrid này thì cái khả năng tiết kiệm lại còn được làm rõ hơn nữa với cái sự hỗ trợ của động cơ xăng lai điện nhẹ. Hay là ở trên cái phiên bản cao cấp nhất này cũng được bổ sung thêm rất nhiều những cái trang bị từ tiện nghi tới an toàn để phục vụ gia đình được tốt hơn. Với tất cả những yếu tố đó thì Suzuki Ertiga Hybrid rất dễ trở thành một chiếc xe hybrid quốc dân với mức giá chỉ từ 539 triệu đồng cho phiên bản số sàn. Anh em nghĩ sao về chiếc xe này? Anh em còn quan tâm những thông tin gì nữa không? Hãy comment ở phía bên dưới, tôi sẽ cùng anh em thảo luận và giải đáp. Đừng quên để lại một nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi, sớm đạt tới 300.000 subscriber. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.